Đấy, khi mà mới cắm lên thì nó sẽ lên như thế này này. Và khi mà mình mà muốn bắt đầu nấu luôn ấy thì mình nhấn vào đây một cái này, và cái hàng này nó chạy á, thì là bắt đầu nó thực hiện quy trình nấu. Và khi mà mình muốn thoát ra thì mình nhấn giữ này. Đấy. Thì cái đầu tiên á là cái này này, thì nó bắt đầu sẽ đun từ nước lạnh lên. Thì mình sẽ phải bỏ nước lạnh vào, và khi mà nó nấu xong rồi á thì nó sẽ nhảy sang chu trình thứ hai là để mình bỏ chân trâu vào. Và sau khi mà nó nấu xong ở chu trình thứ hai rồi thì nó sẽ nhảy sang chu trình thứ ba là bắt đầu quá trình nó nấu chân trâu. Và khi hết 30 phút nấu thì nó sẽ nhảy sang 30 phút ủ. Mình có thể điều chỉnh được cái thời gian nấu hoặc là cái thời gian ủ của nó bằng cách là mình tăng giảm này. Đây là mình đang điều chỉnh cái thời gian nấu này. Qua đây là mình điều chỉnh cái thời gian ủ này. Rồi. Nếu mà mình muốn ủ không á thì mình có thể nhấp vào đây. Đấy. Thì cái này là nó đang ở cái mục mà ủ không thôi. Và mình mà muốn thoát ra ngoài á thì mình cũng thoát giống như cái lúc nãy. Đấy.